Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về một cây mật ong. Cây này nha mọi người. Sharp feeling. Bây giờ mình sẽ tô màu nha mọi người. Đây. Lô Tuấn Anh nó to quá. Anh chọn full topping rồi à? Không. Bánh tuyết Oreo cộng vụn rác Oreo chân trâu đen. Trời xưa đây nó không có topping xanh. Nếu có thì bỏ đi. Ừ, nó có hồng trà sữa cookie rồi. Là nó có như thế này. Thế chọn lại đi. Không thích uống mochi nè. Biết cái mochi là cái nào. Vãi mochi đi đây. Anh đọc đi chứ anh cứ làm gì vậy. Ok nha mọi người. Fuck. Tôi đang kêu dọn mà không dọn. Cái này nó có sẵn chân châu chưa? Không, mấy cái này chưa có. Nó chỉ có mấy cái kem. Có nghĩa hình nó có cái gì ý. Thì là tức là nó có cái đấy rồi. Nhìn quả thang máy cao chưa này. Ê, ê. À, không phải thang máy mà cái cầu thang này dài dằng dặc luôn. Ai nó đấm vào mồm Tuấn Anh một cái được không? Mình chết Oreo rồi. What? Cái gì đấy? Ai biết trời nó mới có. Cái mochi kéo dài là đấy là thêm đúng không? Ừ. Thì thôi. Nhưng mà cái trà sữa mochi kéo dài này nó chỉ có trà sữa với cả mochi thôi. Ừ thì đây cái popping là còn vẫn có mochi là không lấy thêm nữa. Ừ. Anh ơi, lần đầu anh đặt trà sữa đúng không? Em thấy anh hình như không biết đặt trà sữa. Ta phải để máy tự làm mọi thứ, không giờ thì làm mỗi cái gì không biết. Cookie. Anh vừa giải thích cho Tuấn Anh xong mà anh bây giờ còn hỏi cookie là cái gì? Nhưng nó phải của Oreo không? Không. Cookie là của Oreon, đúng rồi, của Oreon đấy. Mọi lần uống là cái gì nhỉ? Trà sữa mochi em đặt cho anh đấy. Thêm trân châu đen với cả là kem chi hay là kem sữa gì đấy, không nhớ. Mọi người ơi. Đây nha mọi người, mình sẽ tô cả vào đây là màu vàng nha. Kinh 130 đường uống tiểu đường chết mẹ mất. Anh chọn 100 đường mà. Không, em bảo thấy có cái mục ấy. Đây anh Đức anh chọn đi. Chọn em chưa anh chọn đi. Không nhưng mà em phải xem mọi người uống gì đã rồi em mới chọn theo được. Không anh cứ chọn đi. Không em đã chọn cho anh xác đâu. Nó có mấy món mới. Món mới là ba cái đầu tiên. Nó có cái bánh tuyết gì ạ. Đây nha mọi người. Biết thế không đưa danh sắc nữa, tí thiếu có ánh sắc. Đây nha mọi người. Đây nha.
Vậy là mình, đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thành nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video, nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Không phải ạ, đều Dodo. Dodo mà uống chán. Cái rẻ hơn mà. Ngon. Ngon hơn. Toco uống nhiều ngày lắm rồi, 3 lần trước đều uống Toco rồi. Cái này rẻ hơn gì nữa. Thật, cái này rẻ hơn còn gì nữa. Ngon. Anh ơi, 3 lần trước đã uống Toco rồi anh Đức. Anh Đức có thể đầu tư coi. Dia lây đắt bó mẹ. Mà nó nhìn nó không chuyên nghiệp bằng coi. Dia lây nó giống cái menu của nó nhìn giống như hệt cái quán trà sữa bình thường, còn coi nó khác hẳn luôn anh ạ. Coi nhìn cái menu của nó ngon. À, nhìn cái menu của nó chuyên nghiệp. Ok. Có thấy nhớ anh không? Trả thù. Nhiều lúc mình muốn đập cái máy này ra bởi vì nó quảng cáo quá nhiều. Kinh. Anh đặt cái trà san bánh tuyết nổi, matcha bánh tuyết nổi. Ủa. Nu. Ok nha mọi người. Nó nhịp. King. Ok nha mọi người ơi.
Ok mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về một con cây ở trong Plants Zombie nha mọi người. Đây là con cây đậu ăn thịt vừa bây giờ cái gì đấy quên rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu nha. Mọi người ơi, có khi mọi người phải đặt lại thôi. Vì mọi người muốn uống quán khác không? Anh chắc chưa? Uống quán khác không? Bởi vì quán này nó hơi đắt đấy. Quán này nó hơi đắt đấy, nó không có mã giảm. Mọi người muốn quán ông quán khác không? Anh có muốn đặt cái khác không? Em đang sót cho ví tiền của anh đấy anh Đức ạ. Quá 200 mấy đấy. Người có tiền. Tự dưng thấy sót ví quá. Mặc dù không phải tiền của mình vẫn sót. Mía. Ok mọi người. Snappy. Ok, con này là Snappy nha mọi người. Đây rồi, mình tìm thấy nó rồi. Em có buồn không? Em đang xem xét tại vì em thấy nó đắt. Nhưng mà đắt quá. Đắt lắm. 230 mấy ấy. Ôi, uống mình cũng thấy ngại ấy chứ. Đổi sang tô cô xem, con mã không? Tô cô thì đầy mã, không tô cô không bao giờ hết mã rồi. Thế thì uống tô cô. Ý mọi người sao? À, tôi đi câu giờ đấy. Khổ, em đang sót cho ví tiền của anh mà. À, để anh ấn luôn đấy hả? Anh ấn đặt luôn đấy hả? Xót cho ví tiền của anh Đức. Ngại vậy chứ sao Xem đi trời. cộng số tí anh thua là vừa. Đúng rồi anh Đức. Chán rồi. Coi như là hơi. Thôi không, từ bây giờ không có kéo kiếc gì nữa đâu nhá. Như này uống cũng ngại lắm chứ. Ngại thật ai đùa. Nhưng mà ngại thật. Ngại thật chứ. Này cho Tuấn Anh cái này dùng rồi. Thôi, anh sắc đặt rồi. Khổ, anh sắc mất cả tiền triệu trà sữa cho bọn mình ấy kìa. Cộng mấy lần tiền triệu đấy. Hai lần mời và mấy lần thua kéo. Chết mất. Có một tập đăng lúc mà mười mấy à? Lúc 3 giờ sáng được 10.000 view đỉnh thật. Ok nha mọi người. 9.8. Ok nha mọi người. Mấy cái tập mà cắt về content thì em đã công khai luôn nhá. Rồi đến khi đây là tập mà cắt em công khai rồi. Cắt về thì có không nghe được công khai luôn. Anh ơi. Không. Không.
Tao đi chữa răng cùng dì Phương. Ok. Cái nào? Có thấy nhớ anh không mỗi khi đem về. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Ở nhờ sáng em tắt cắt về content thôi. Không, em phải cho về riêng tư xong mới cắt được. Đây nhờ. Nhá. Ừ, cho em về riêng tư xong rồi cắt xong rồi chỉnh sửa hết về content xong mới công khai mà. Hết cứu. Em muốn cái bước đây. Đây. Đây để em sửa luôn. Hết cứu. Đây em nhìn. Đây nha mọi người. Nó đang cảm thấy có lỗi đấy, sợ mất tiền. Mình sẽ tô màu tím vào đây nha. Và đây là bức tranh của mình, sau khi mình đã tô được một nửa, mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Uno. Đây nha mọi người ơi. Và mình sẽ tô cái con bên trong này bằng màu xanh nước biển nhạt nha. Mọi người tô làm sao để tránh cái răng của con này ra nha. Đây nha mọi người. Tô như vậy là đẹp lắm rồi. Khi mà bị chặn là phải cho về riêng tư xong rồi cắt về content này. Xong. Cho về riêng tư xong mới làm cái thao tác khôi phục cái này chỉ sửa. Đã nhớ và tiếp thu. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người ơi, mình sẽ đặt cược vào đây nha. Mấy cái mà anh kiểu là lên lịch video content ấy thì anh đăng mỗi content riêng thôi. Ok nha mọi người. Kiểu mấy cái video content mà anh lên lịch mỗi ngày đăng một video ấy thì là anh đăng nguyên content thôi chứ không ghép vùng gì nữa. Là trong cái đấy là có thể là anh riêng, có thể là anh những cái mà anh cắt cắt mà chưa được công khai đúng không? Ừ. Đó. Thế ok. Mình sẽ đặt cược nha mọi người ơi. Cái game này mà không đặt cược là không chơi được đâu nha. Ok nha mọi người. Và mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình nha. Ok, mình đang try hard nha, try hard nha.
Ok. Và đây là kết quả của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người tô màu cho hai lá bài của Sakura trong phim Thủ lĩnh Thẻ bài nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này. Nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Đây là ngôi sao và đây là mặt trăng. Mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Từng thành, từng kia khoảng cách. Và bây giờ mình sẽ lấy màu đen để đánh số nha. Không. Đầu tiên là mình sẽ lấy màu vàng để tô vào viền lá bài trước. Anh Đức ơi, túi đen gì vậy ạ? Cá kho. No! Tội tôi đánh bắt từ quý này. Anh Đức bảo tối nay cho ăn cá kho vì tội tôi đánh bắt từ quý. Cá rán. No, cá Anh cá cá. tốt, để bút lấy ông anh Đức. Ờ, anh sắc chưa nay ăn rồi ạ? À? Bây giờ tối nay ngon đâu. Đình bóng đi xong về chơi bài một thể. Chơi bài uống nước. Chơi bài uống nước tiếp. Không, uống nước phải chơi kiểu nào khác rồi. Nó như đánh kèo thế mà. Nó như đánh kèo thôi mà. Biết kém Ờ, thì đánh kèo cũng khác gì đâu, có từ quý thì cũng chặt hết mà anh. Thật. Nhưng mà đánh nó khó tại vì là canh mà bài đẹp phát là chạy hết. Bài kia không dám chạy. Nhưng mà hôm qua các anh bài anh sắc đẹp thế gì nữa. Bài tốt đẹp rồi, một cái slow. Anh sang về quê. Chơi chơi. Về trước. Về trước sợ bị quay. Đánh thì về nhất luôn thật là tinh thần đầu đánh tinh rồi. Đánh tinh lá hay tinh lá uống nước nó dễ này đúng kiểu tinh thần đầu đô em chạy trước thôi anh chạy trước nhé đi em ở lại nha tinh thôi khổ không gian lận khó lắm ai gian bọn lận em có gian lận đâu bọn em có gian lận đâu là ký hiệu nháy mắt thì gì thật bọn em còn chẳng có ký hiệu gì có đây có phải gian lận đâu đấy là mình thích chặt hay không thôi mà bình thường các anh cũng nhường nhau cái đấy mà có sơ đúng đầu rồi lúc đầu lần đầu em đang bận nhắn tin nghe anh nhường nhau quá rồi nữa tuấn anh uống mấy lần lúc đầu ghim thù trong lòng từ từ quý từ khi anh chặt từ quý cái anh còn hôm qua em đòi về nhá anh mà cho em về có phải hôm qua anh không uống anh còn bảo ở lại mà uống nước hết cứu Ok nha mọi người. Ảo nhỉ. Con này ở đây mà không ai. Ok mọi người, cái con này đam to phết mọi người ạ. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả cuối video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Tất nhất những cô đơn. Lúc Pakachi. Thật may khi mình cài cái đường về như này ha. Ê đủ rồi, mày cứ theo tao không đủ rồi, tao đéo quen mày.
Ok mọi người. Ok nha mọi người ơi, mình sẽ tô hết màu như thế này nha. Ok mọi người. Hai trăm tám mươi ba nghìn, khổ quá. Cứ đeo tai nghe như nó vậy thôi. Ê, tôi không đeo tai nghe nha. Mở Ờ thế hả? Cái đấy bảo anh Đức ở. Ok mọi người. Trời đất ơi, thế này thì mình lãi quá, còn gì nữa. Tôi thích cái cá này thôi mọi người. Ok, Cá mình này sẽ tô như thế cá này nha tầm mọi tầm người. bốn nghìn thôi. Chấp nhận bỏ thời gian ra để làm vì đẹp, làm vì đam mê, Vì tiền. Tất cả là vì tiền. Đổ má lại vàng tiền. nghề ra đây khó. Ủa, trông con này ở đây được không? Chán thật đấy. Ok nha mọi Mình người. có tiền. Của anh ông tu vàng á, Khiếp, con này khỏe vãi, con này đâm to nhưng mà anh làm nào để hết vàng tiền? Cái kim Ok kim mọi này không biết là không người. sửa được anh sắt. Ok mọi người. Ok. Ôi, chồng mấy con này đây vô Ok. tri quá. Vì tương lai chúng ta sẽ phá hủy hết tất cả mọi thứ không cần thiết. Ok mọi người Làm vào ơi, cái mình này đang nó có còn rất năm nhiều tỷ cơ, vàng luôn đất nó còn trời. nguyên. Không, vẫn còn nguyên. Em chỉ cắt con ten đi thôi. Đâu biết tập nào rồi. Alo ạ? Tập 19.3. Em vừa hồi Đúng cuối rồi điện ạ. thoại này. Trà san ạ? Anh đặt Ok. trà san đi nhỉ? À, hết trà san bao giờ mọi người chuyển sang matcha hay hồng trà san được không? À, hồng trà cái gì? Anh chuyển sang cái gì hả anh Đức? Chuyển sang cái gì của ai ai đặt trà Hồng sáng trà. anh nước em chẳng biết Thế đấy cả là cái hai. trong con tem mà Ờ. chưa chưa công khai là ai thì Thế thì ông hồng để ông không thấy của mày trà up một cái tôi chết cũng là mất cái đấy nhưng mà rồi. hồng Thế trà thôi nhá. thả cá đi. Anh Tóc ơi thì em, thế đi. anh cũng đặt hồng trà hay là anh đặt matcha? Mấy cái Anh mà ơi, mấy cái bánh, có bánh cái tuyết đấy đấy thì là em chuyển cái sang cái nó hồng bị trà chặn, được không nghĩa ạ? là công khai rồi nó bị chặn xong em công Kiểu khai luôn. cái hồng trà bánh tuyết Ừ, đấy ạ. mà hai tập này nhìn có hai mấy view mà. Hai mấy view thì là nó công khai rồi. Vâng ạ. Nó chặn ra thì kiểu gì nó cũng Hồng có ai view hồng đấy, trà nó bánh chặn à, ra hồng thì trà bánh kiểu tuyết gì gì đấy ạ. À vâng. thì Vâng ạ, vâng ạ. nghĩa là năm Vâng, năm em cảm bảy ơn ạ. nhưng mà chưa chưa phát ra thì em để một sao. Chắc là cháy Một hàng, nó sao mới mở thì mà. đánh giá luôn một sao. Không cần gặp chờ gì đấy, chờ đấy. Chờ nóng sôi lại. Nghĩa là những cái như nào thì Ok nha up mọi anh up luôn. người. Những cái mà công khai ra rồi ấy. Công khai ra rồi. Công khai nha mọi Nói người. Chung là cắt về. Là công khai luôn. Những cái Mình sẽ mình cái tầm chưa cắt ra xanh bao giờ xong nhưng mà nó kể cả xịt mình xò à. kể cả mình cắt từ quân cắt từ VF về nhưng mà chưa cắt ra bao giờ thì mình để lại content đấy. Vâng, mấy cái đấy em vẫn để có một Mình đang tô một hết vài như thế cái này nha nó mọi bị người chặn nghĩa là ơi. em mới cho công khai ra. Cứ chặn thôi thì cắt về sửa đi thôi công khai luôn. Còn mình liệu Cứ chặn quá. nhưng mà chưa up bao giờ thì mà cắt được content thì em để Vẫn để để đăng lên lịch được à? vẫn để lên lịch hàng ngày. Chưa up lần nào vẫn lên lịch. Ok nha mọi người. Ok nha.
Merry Christmas nha. Ok. Ai cho ăn hả mày? Đúng má, ai cho mày ăn con meo meo của tao? Ok. Mình đang đây là bức tranh của mình sau khi mình atom màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô hợp. Mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Bye bye.